Những người thực hiện chuyên mục câu chuyện vùng cao tuần này xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay, phóng viên chuyên mục đã có dịp tác nghiệp tại các địa phương miền núi và ghi lại những câu chuyện khá ấn tượng về sự nỗ lực của chị em phụ nữ vùng cao trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ngay sau đây là câu chuyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Hội Phụ nữ xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lựa chọn các loại cây trồng vật nuôi phù hợp. Áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất. Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Là những việc làm cụ thể thiết thực của hội viên phụ nữ xã Thành Tiến trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất thửa ruộng của mình. Là một trong những hội viên tiên phong đưa cây bí xanh vào trồng trên đất lúa, bà Lê Thị Cần, hội viên phụ nữ thôn 4 xã Thành Tiến không khỏi vui mừng bởi hiệu quả kinh tế mà cây bí xanh mang lại. Thì hiện nay là gia đình là trồng 1 ha. Thì chúng tôi sẽ đầu tư máy móc và tất cả các cái trang thiết bị để phục vụ cho cái vấn đề rau sạch. Trong khi gia đình là trồng bí giàn cho nên mà cái cỏ nó sẽ không nằm xuống đất. Thì cái quả bí là nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn. Xã Thành Tiến hiện có 15 ha diện tích trồng bí xanh. So với cây lúa, cây mía nguyên liệu, cây bí xanh đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn bởi hợp với thổ nhưỡng, không đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian thu hoạch sản phẩm ngắn từ 70 đến 80 ngày. Trước kia, trung bình một sào cấy lúa với diện tích 360 m2 thu về 1 triệu đồng một vụ. Trong khi đó, cùng diện tích trên, bí xanh cho lợi nhuận 10 triệu đồng một vụ, gấp 10 lần so với trồng lúa. Xác định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Hội Phụ nữ xã Thành Tiến đã tuyên truyền vận động hội viên trên địa bàn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo ở địa phương. Trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hội Phụ nữ xã Thành Tiến đã gắn các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trường bền vững. Do vậy, các hộ sản xuất đã mạnh dạn đầu tư các đường ống dẫn nước sạch, sử dụng phân bón đúng cách, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Vừa bảo vệ môi trường, lại tiết kiệm được chi phí trong sản xuất. Hội Phụ nữ đã tập trung triển khai cho hội viên trong toàn xã là tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Đặc biệt là về việc phát triển kinh tế thì chị em, căn cứ vào thực tế thì chị em đang gieo trồng nhiều loại cây có thể là không có hiệu quả, nhưng chị em đã chuyển đổi sang trồng rau màu, mà trong đó là có cây bí xanh. Thì hiện nay chị em triển khai thì hội phụ nữ có hỗ trợ tạo điều kiện cho chị em về nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách rồi ngân hàng nông nghiệp để chị em đầu tư vào các đầu vào cây giống rồi kỹ thuật nhân công. Với sự nỗ lực trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, nhất là phong trào thực hiện thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần tận dụng, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đời sống kinh tế của nhiều hội viên phụ nữ không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, vai trò của Hội Phụ nữ xã Thành Tiến được thể hiện rõ nét là trung tâm nòng cốt của các phong trào và là động lực của quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vâng, chúng ta vừa gặp gỡ các cán bộ hội viên phụ nữ xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, những người tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, thời gian qua, trên địa bàn huyện miền núi Như Xuân đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ là người dân tộc thiểu số, được các cấp ngành biểu dương. Đó là những tấm gương điển hình về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là vườn bí xanh rộng hơn 5 sào của gia đình chị Lương Thị Huyên, người dân tộc Thái, ở thôn Hào, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân. Trên diện tích đất này, những năm trước đây gia đình chị Huyên trồng mía nguyên liệu, ngô, dưa hấu. Tuy nhiên, do điều kiện đất đai, thời tiết và sự biến động của thị trường nên hiệu quả kinh tế đem lại chưa cao.
thực hiện chủ trương của huyện, xã với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, chị Huyên đã mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cải tạo lại đất đai để trồng cây bí xanh. Hiện nay, diện tích vườn này đã đem lại cho gia đình chị thu nhập từ 150 đến 170 triệu đồng một năm. Cùng với đó, gia đình chị Huyên còn tiếp tục trồng chăm sóc tốt cho 5 hectare rừng keo cao su kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm, vừa đảm bảo về thu nhập lại tạo thêm việc làm cho nhiều lao động khác trong thôn. Trong 5 năm qua, chị Lương Thị Huyên luôn được các cấp hội chính quyền biểu dương là điển hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Ở đây thì điển hình ở đây của chúng tôi thì nói về cái mô hình thì cũng có 5 mô hình. Chủ yếu là trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, nuôi cá và trồng quả lấy rau, ví dụ như ra vườn bí của gia đình chị Huyên đây chẳng hạn. Đây là một cái mô hình mà rất là dễ thực hiện, chi phí thì đầu tư thì thấp, ai cũng có thể thực hiện được. Và chúng tôi cũng rất là coi trọng để mà muốn đây là một cái mô hình mà chúng tôi nhân rộng ra toàn xã. Còn đây là diện tích vườn đồi trồng hơn 3.000 ha cây mắc ca của gia đình chị Phạm Thị Thu, người dân tộc Mường, ở thôn Vân Hòa, xã Cát Vân. Theo chị Thu, cây mắc ca tuy chưa có thị trường tiêu thụ rộng rãi như các loại cây khác như cam, bưởi, thanh long, nhưng bù lại, cây mắc ca dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí thấp, giá trị từ hạt mắc ca lại cao hơn. Vì vậy, vừa trồng chăm sóc, chị Thu vừa chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, hạt mắc ca thương phẩm đang được gia đình chị Thu bán ra thị trường với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, gia đình chị cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ở quê em thì so với những loại cây sắn hoặc cây keo thì em trồng cái cây mắc ca này em thấy nó hiệu quả hơn. Vì thứ nhất là mùa hoa thì em thu mật được mùa hoa thì em thu hoạch được mật ong, còn đến mùa quả thì em thu hoạch được quả và cái giá trị của nó mang lại rất là cao ạ. Ngoài diện tích trồng cây mắc ca, hiện nay gia đình chị Phạm Thị Thu còn trồng chăm sóc gần 10 hectare rừng kết hợp với chăn nuôi. Mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao của gia đình chị Thu đang là một trong những mô hình điểm của các cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mới cho thu nhập cao. Hội đã xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ góp vốn, các câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ tiết kiệm tín dụng v.v. với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, giải quyết nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế cho hàng trăm lượt hội viên. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Như Xuân còn phối hợp với các ban ngành tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hướng dẫn chị em mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đa số chị em đã khẳng định được vai trò làm chủ kinh tế của gia đình. Nhiều chị em, nhất là với chị em phụ nữ là người dân tộc thiểu số, sau khi được tuyên truyền học tập đã không còn tự ti mặc cảm, các chị đã mạnh dạn đứng ra vay vốn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, từng bước ổn định nâng cao đời sống của gia đình. Cho đến nay, hội đã xây dựng được hàng chục mô hình điểm về phát triển kinh tế, trong đó có nhiều mô hình là của chị em người dân tộc Thái, Mường, Thổ. Các mô hình này đã đang phát triển và được nhân rộng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bái Tranh chúng tôi thì cái xác định cái nhiệm vụ trọng tâm đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình nó ấm và hạnh phúc. Thì trong những năm qua thì chúng tôi thứ nhất là nuôi đầu tư tạo điều kiện cho chị em được vay vốn để phát triển kinh tế. Thứ hai nữa là chúng tôi mở các lớp tập huấn cho chị em về các cái nhiệm vụ đó là khoa học, cái kỹ thuật để các cái chị em là tiếp cận những cái khoa học và nhiều những cái mô hình và cho đi học hỏi những cái mô hình mà làm kinh tế giỏi ở các đơn vị bạn. Có nhiều những chị điển hình về những cái phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, nhiều những chị là vươn lên là thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy trên địa bàn huyện miền núi đã có nhiều tấm gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Các chị thực sự là những bông hoa đẹp giữa vườn hoa của phụ nữ xứ Thanh. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 2020, những người thực hiện chương trình xin được kính chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương đất nước. Chuyên mục câu chuyện vùng cao tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.